Chào chị, chào các bạn nha. Đây này, để mình quay cho các bạn xem mình thợ cưa cái cây cây vú sữa. Cây này, cây vú sữa này ở sát với nhà của người dân luôn nha. Ở trong đây là một cái nhà, một cái nhà nấu ăn của người ta. Đây anh leo lên trên đây để cột cái cọng dây điện vô nha. Cọng dây điện nó nằm cái ống nước, cột cái ống nước vô. Cây vú sữa đây nằm trên nóc nhà luôn nha. Một thằng leo lên luôn nha. Leo lên. Leo lên nóc nhà luôn. Rồi bắt đầu cô cột cái máy vô các bạn. Ở đây chân chỗ này là ngay cái đường đi ta đi vô đi ra, để ở trong một có một cái lớp nhà nữa nha. Anh đứng ở trên nóc nhà anh cưa luôn kìa. Tuổi luôn các bạn. Đó cái lằn cái đường nó dẫn thẳng vô trong nhà đó các bạn, trong chỗ mình đó đó, đi thẳng lên vô đây nè. Bên dây điện trước nha. Bên đó cũng có cái nhà đó các bạn. Đây, đây, điện dây điện.
bốn chục phút nữa. Thắc dị quá. Rồi giờ là anh cọc dây đó vô để anh treo nhánh đó hay gì đó các bạn. Đó anh treo cái nhánh đó đó các bạn. Mạnh mạnh cơ mạnh. Kéo không có biết hướng nào luôn. Trên nóc nhà này là ảnh treo là hết nha các bạn. Đó. Rồi bắt đầu là anh thả xuống nha. Rồi bắt đầu là anh cưa cái nhánh nó luôn các bạn. Cái nhánh nó cho nó rớt xuống luôn nha. Rồi có thể là anh sang qua nhánh bên kia nha. Còn một nhánh hai nhánh nữa là hết rồi các bạn. Anh leo lên trên đó anh ghĩa nhỏ nhỏ cho nó lọt xuống nha, cho nó lọt xuống đừng có dính nóc nhà mạnh nha. Thôi má ơi.
Rồi anh cưa cái nhánh đó xong rồi các bạn, anh tột xuống rồi nha. Tột xuống để cưa khúc khúc xuống, cưa thành củi luôn nha các bạn. Tí hết ra luôn kìa. Rồi bắt đầu là anh xuống dưới mé dưới đó, anh cắt luôn cái đoạn đó luôn các bạn. Hất luôn ra ngoài luôn nha. Lọt qua mấy anh kia luôn. Rồi bắt đầu là anh leo lên trên luôn các bạn. Leo lên cái nhánh ở ngoài đó luôn kìa. Cắt cò xuống để cho nó tránh cái sợi dây điện nha. Chà, ở dưới nó có cái là cọng dây điện nha. Trời luôn, chắc nẻ luôn á. Qua khỏi lằn dây điện rồi, quá siêu đẳng. Rồi có thể là anh bò ra ngoài để cột cái cọng dây hay gì đó nha. Cho nó lọt cái nóc nhà hết luôn các bạn. Ừ, cho đứng ở trên đó đi. Rồi ra đó khỉa vòng 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 với nó luôn quá. Ừ. Ừ, do mày đứng ở trên đó đi, cái không bất mày cho biết.
rồi, trời lỗi luôn. Anh cắt củi anh bò từ từ vô luôn nha. Đứng xô luôn. Ghê không, ghê không? Chà chà, cái này hơi khó nha. Cái này hơi khó. Ê, mạnh luôn. Trời ơi, quá siêu đẳng. Rồi giờ anh tụt xuống để hạ gốc nha các bạn. Một anh leo xuống, còn anh nữa. Cái lưỡi cưa chú trắng ha, trắng cái dễ dễ sát sát mé trong đó, đặng bứng cái tóc nó lên cái dễ lên, đặng xảy cái móng đi ra để chừng nữa búa chặt ngay. Rồi bắt đầu là anh đi sàn hạ gốc nha các bạn. Để gãy sữa bằng nữa chặt chết luôn. Số đào trong dưới đi, số nước cho chặt chặt. Trắng mấy cái gãy lòi lòi lên dùm được.
vậy không dây tiếp. Xong một cây vú sữa vài chục năm tuổi ra đi. Cây này khúc này ta cắt ra ta làm thớt luôn các bạn. Đây là bà chủ nhà nha, vô coi cắt thớt hay gì đây.